sao? Màu đỏ. Còn 10 phút chị mới giao, 5 phút. Làm tiếp không đây hả? Còn hai khách đợi bên nữa. Thả lỏng nha. Anh để chi đấy anh? Công an lên bắt. Công an làm gì? Anh nói rằng anh rồi đi ông là mình cũng dám lấy luôn ạ. Nghe giống như người chọn tiền anh đó. Nghe giống giọng tiền anh đó. Chứ không đi không ta. Chịu đau được không? Ta nói gì gì đó. Bật quạt giùm chị Chí Hậu ơi, có họ hàng. À ok. Cái ông hồi nãy vô làm á. Vô lên ông đi ông làm ông như ông nội họ. Đứa một bếp. Không chị. Ông không. Chị đó đang làm bếp. Làm như tao đây là mẹ thì nã.
Nhìn đã đúng không anh? Yếu. Ok. Em đi lần đầu hay xưa em đi lần rồi? Em mà em năm bình thường nhé, chị dễ lấy. Xem điện thoại cho quên nỗi đau hả? Xem cho quên nỗi đau hả? Mấy phút anh? Con gấu rồi hả? Con gấu lấy ra sạch rồi không? Đổi chỗ cho ông. Mà thấy ông thử người ta mệt theo ông. Thử ra nhé. Ông thử là mình nóng ruột theo luôn á. Rất thả lỏng như chị. Không có rung mình nữa. Thốn rồi. Ừ, thầy dùng dán đầu đang chịu được á. Tại sao chịu không nổi bị viêm nữa. Hãy
Mấy khi non quay mấy phút anh? Ừ, còn nhiều. Đưa đi cả mớ luôn ạ. Nãy dưới cổ bên kia anh chị làm lấy chưa? Không quay thôi, quay quay miết này. Hôm nay mình dùng theo ông luôn ạ. Thả lỏng chị xem. Thả lỏng không? Im im im. Mày con đây đây. Chợ mắt đó. Mà để mình lau lau máu cho tay một xíu. Tôi hiểu ông có người ông nhõng nhẽo này đắng ạ. Nãy thế cũng bình thường mà. Sao không đau vậy anh? Ừ. Lại nó mới dạy hàng chị đừng được. Ừ. Nói chị to đó. Trước sau như thế này. Trước sau phải lấy. Mụn toàn mụn mắt. Thả lỏng gì đấy mụn đá chứ. Ừ. Thả lỏng gì chứ. Có bà bé rồi ông nhõng nhẽo. Nên ta động dùm chị xí được không? Chị lấy cho mấy con ở đây. Ông rung mà tay mình giữ không được luôn ạ. À, chào mừng, đau quá. Đực đá này. Lấy luôn đi chị, tí nữa chị. Im rồi. Rồi xong mới có nửa mắt rồi. Mấy phút rồi. Nào, chị quay tiếp cái nữa. Được rồi không? Được. Em xoay cái này lên cho chị. Xoay khác. Cô nhỏ này đi, anh toàn để tao đụng á. À?